Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền vừa tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2022. Đến dự có đại tá Trần Văn Đức, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ. Cuộc luyện tập tập trung vào hai vấn đề huấn luyện như chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ các bước luyện tập được thực hiện tại hội trường sở chỉ huy thường xuyên và khu căn cứ chiến đấu ở từng trạng thái được tiến hành luyện tập theo phân đoạn chú trọng khâu giao nhiệm vụ đến từng cơ quan đơn vị do làm tốt công tác chuẩn bị nên nội dung chuyển trạng thái của ban chỉ huy quân sự quyện đạt được mục đích yêu cầu đề ra sát thực tế linh hoạt trong xử trí các tình huống thông qua luyện tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy phương pháp tác phong công tác trình độ tổ chức hiệp đồng phát huy tính năng động sáng tạo của chỉ huy các cơ quan đơn vị đồng thời đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu công tác tham mưu tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu